Chào mừng mọi người cùng quay trở lại với kênh Phước Sự Travel. Phước Sự đang đứng đột vị trí rất là đẹp. Các bạn biết đây là vị trí gì không? Đó chính là Cầu Rồng của Đà Nẵng, một địa điểm du lịch và check-in rất là mới mẻ và đẹp của giới trẻ trong những năm gần đây. Thì nói đến Đà Nẵng thì là một thành phố gọi là thành phố biển du lịch và có rất là nhiều địa điểm rất là đẹp. Nè, bây giờ cùng theo chân Phước Sự mình đi dọc theo cái con đường ven sông và có cây cầu rồng rất là dễ thương. Cứ mỗi giờ buổi tối thứ bảy chủ nhật thì cầu rồng này là buông lửa. Một điều rất đặc biệt đó là khi cầu rồng này buông lửa thì những ngọn lửa từ miệng con rồng phun ra và làm sáng cả một khu vực luôn, rất là đẹp. Nói đến Đà Nẵng thì có rất là nhiều món ăn ngon nè, có rất là nhiều địa điểm du lịch hấp dẫn. Sau đây mọi người cùng với Phước Sự khám phá những cái địa điểm du lịch, những cái món ăn ngon, rồi những cái khách sạn hoặc những cái homestay hoặc là những cái resort nổi tiếng tại Đà Nẵng. Thì sau video này thì mọi người khái quát hình dung được là với Đà Nẵng 2 ngày 1 đêm hoặc 1 đêm 1 ngày hoặc là nhiều thời gian ở dài với Đà Nẵng hơn nữa thì chúng ta sẽ đi đâu, ăn những gì và check in những địa điểm nào. Thì sau đây Phước Sự cùng với mọi người đi tìm hiểu về Đà Nẵng nha. Khi nhắc đến Đà Nẵng, các bạn sẽ suy nghĩ điều gì đầu tiên? Nơi mà mọi người ở đây đều vui vẻ hiếu khách, những bãi biển xanh biếc và con đường dọc bờ biển Mỹ Khê đầy lãng mạn, hay nền văn hóa lâu đời và là thành phố đáng sống nhất. Ngoài những điều đó, Đà Nẵng còn được biết đến là thành phố du lịch với nhiều địa điểm du lịch nổi tiếng và là thiên đường cho những người đam mê ẩm thực. Đà Nẵng thu hút hàng ngàn khách du lịch với nền ẩm thực phong phú và ngành du lịch phát triển mạnh mẽ. Và ngày hôm nay, hãy cùng chúng tôi khám phá ẩm thực và những địa điểm du lịch hấp dẫn tại Đà Nẵng. Đầu tiên, ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về nền ẩm thực ở Đà Nẵng và tại sao lại được khách du lịch đặt tên là thiên đường của ẩm thực. Đà Nẵng là vùng đất giao thoa, hội tụ văn hóa của cả ba miền Bắc, Trung, Nam. Bởi vậy, ẩm thực Đà Nẵng hội tụ nét đặc sắc ba miền. Du khách đến Đà Nẵng có thể thưởng thức nhiều món ngon và được biến tấu bằng khẩu vị địa phương. Không những thế, nền ẩm thực của Đà Nẵng còn được kết hợp giữa nền ẩm thực Quảng Nam và ẩm thực cung đình xứ Huế. Tại thành phố Đà Nẵng, hình thành các phố chuyên kinh doanh về ẩm thực như là phố điểm tâm Huỳnh Thúc Kháng, phố ẩm thực Phạm Hồng Thái, Lê Thanh Nghị. Khi nói tới Đà Nẵng thì không thể không nhắc tới hải sản tươi sống. Dù là một món ăn hải sản mà nhiều nơi trên cả nước cũng có, nhưng ở Đà Nẵng lại mang nét rất riêng biệt, khiến bất cứ ai đã thưởng thức cũng nhớ và không thể nhầm lẫn. Khi chế biến, dưới bàn tay khéo léo của các đầu bếp rất chú trọng đến các màu sắc bắt mắt của món ăn, có hai màu chủ yếu là đỏ và nâu đậm. Đi kèm theo hải sản tươi sống là những chén nước chấm đặc trưng thì thật sự là tuyệt vời. Tiếp đó là một món ăn không thể nào không thử mỗi khi đến các tỉnh miền Trung, đặc biệt là Quảng Nam. Đó chính là món mì Quảng. Mì Quảng hay còn được biết tới là mì Quảng khô, là một trong những món ăn đặc trưng tại miền Trung, với sợi mì dài và dai được làm từ bột gạo. Chủ yếu sẽ có hai màu là trắng và vàng, đi cùng với thịt heo, thịt gà, chả lụa và thêm tí nước lèo từ xương hầm thì thật sự đây là một trải nghiệm khó tả. Tiếp theo, ta lại tiếp tục với món bún, đó chính là bún mắm. Bún mắm là món ăn bình dị quen thuộc của những con người xứ biển. Với hương mặn mà, mùi thơm nồng nàn, món ăn này luôn được lựa chọn số 1 của nhiều người và đã hút hồn biết bao thực khách khi đến với Đà Nẵng. Thật là thiếu sót khi nhắc tới các món bún mà lại không kể đến bún chả cá tại Đà Nẵng. Với các họa tiết trang trí khác biệt so với những loại bún thông thường khác, màu sắc của tô bún được nổi bật từ các nguyên liệu chính đó là cà chua, bí đỏ, dầu điều. Trong tô bún chả cá Đà Nẵng sẽ có hai loại chả, đó chính là chả hấp, chả chiên, tạo nên sự thanh ngọt và hương thơm đặc trưng tô bún chả cá Đà Nẵng. Nếu mà các bạn đã chán với những món bún và món nước thì hãy thử trải nghiệm các món ăn khác. Đầu tiên, tôi xin được giới thiệu đến món bánh xèo, nem lụi tại Đà Nẵng. Bánh xèo thì sẽ khá phổ biến, đặc sắc thì là bánh xèo miền Tây. Nhưng tại Đà Nẵng thì vỏ bánh xèo sẽ vàng giòn rụm, được ăn cùng xà lách, dưa chuột, chuối xanh, chấm nước mắm đặc trưng của xứ Quảng thơm ngậy. Bạn có thể gọi thêm vài xiên nem lụi làm từ thịt thăn nướng than, rất định vị. Tiếp theo đó là món bánh bèo thơm ngon. Bánh bèo sẽ được đựng trong những cái chén. Bánh bèo chén trắng ngần,
nóng hổi được rắc thịt tôm, hành tỏi, tóp mỡ là món ăn xế chiều không thể thiếu trong khi bạn muốn trải nghiệm tại Đà Nẵng. Bánh nậm. Bánh nậm được làm từ bột gạo, có hình chữ nhật, được gói trong lá chuối xanh và mỏng hơn bánh bèo. Bánh có nhân tôm bằm và thịt ba chỉ sao. Mùi lá quyện cùng vị béo ngậy của nhân bánh, chấm mắm tan mềm trong miệng. Bánh căn. Bánh căn như một loại bánh nướng. Bánh được làm từ gạo xay, được đổ khuôn, sau khi chín sẽ có lớp vỏ giòn rụng. Bánh có thể được đổ cùng trứng gà, trứng vịt, trứng cút hoặc hải sản tôm, mực. Điểm đặc biệt tạo nên một dĩa bánh căn ngon chính là từ nước chấm hành lá đi kèm với xoài và xíu mại. Bê thui cầu móng. Bê thui cầu móng là đặc sản Đà Nẵng mà các tín đồ thích ăn ngon khi đi du lịch phải thử. Thịt bê thui chín mềm, lớp da mềm giòn được thái mỏng vừa ăn, cuộn thịt với rau sống chấm nước mắm, ăn vào là cảm nhận được ngay vị thịt ngon ngọt, nước mắm mặn mà thơm cay khó cưỡng. Gỏi cá Nam Ô. Gỏi cá Nam Ô là đặc sản cực nổi tiếng của ngư dân làng Nam Ô tại Đà Nẵng. Gỏi được làm từ cá trích tươi Nam Ô và được ướp vị ngon đậm đà, không mùi tanh. Nước chấm mắm mè đậu phộng ăn kèm rau sống, rau tươi cuốn bánh tráng cực kiên. Và còn có rất nhiều những món ăn khác nữa tại Đà Nẵng được nhiều du khách thích thú và biết đến. Đây chỉ là một trong số những món nhằm các bạn tham khảo. Không chỉ nổi tiếng về nền ẩm thực đa dạng, Đà Nẵng còn được biết đến là một địa điểm tham quan xinh đẹp và hùng vĩ. Đà Nẵng từ lâu đã được biết đến là nơi có nhiều danh lam thắng cảnh đẹp tựa chốn thần tiên. Thật sự là thiếu sót khi bạn đến Đà Nẵng mà chưa đi đến Bà Nà Hills. Đây được xem là biểu tượng tại Đà Nẵng thu hút hàng ngàn lượt ghé tham quan đổ về hàng năm, đặc biệt là những khách nước ngoài. Thuộc hệ thống thương hiệu giải trí Sun World, cách trung tâm thành phố Đà Nẵng hơn 20 km, Sun World Bà Nà Hills là quần thể du lịch nghỉ dưỡng kết hợp với vui chơi giải trí đẳng cấp bậc nhất Việt Nam. Tọa lạc trên đỉnh núi cao vời vợi, Bà Nà hút hồn du khách với cảnh đẹp như tiên cảnh và cáp treo dài nhất thế giới. Đến với Sun World Bà Nà Hills, quý khách có cơ hội được tham quan những công trình kiến trúc nhân tạo được nhào nặn bởi những con người và trải nghiệm bầu không khí trong lành và se lạnh ở đỉnh núi Bà Nà. Asia Park. Công viên Asia Park Đà Nẵng là một trong những công viên vui chơi giải trí và tham quan hàng đầu Việt Nam và Đông Nam Á. Công viên giải trí tại Asia Park sẽ mang đến hàng loạt trò chơi độc đáo, lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam. Bên cạnh đó, hàng loạt công trình tuyệt tác như Cổng Thành, Tháp Đồng Hồ, Sun Wheel, Huyền Rồng, Tượng Phật cũng là những điểm đến không thể bỏ qua tại khu trung tâm của Asia Park. Được mệnh danh là một trong 6 bãi biển đẹp nhất hành tinh nên thật thiếu sót khi không nhắc đến bãi biển Mỹ Khê. Biển xanh cát vàng mang vẻ đẹp trong trẻo thu hút đông đảo du khách. Cầu Rồng. Cầu Rồng phun lửa phun nước là cây cầu nổi tiếng nhất Đà Nẵng bởi hình dáng độc nhất vô nhị của cây cầu và những điều thú vị gắn liền với cây cầu đó. Với vị trí nằm bắc qua dòng sông Hàn, cây cầu hùng vĩ và nổi bật giữa trung tâm thành phố khiến bất kỳ ai khi đến Đà Nẵng khi nhìn vào cũng thấy kinh ngạc. Cây cầu được xây dựng theo kiểu kiến trúc mang hình dạng một con rồng thời Lý như vươn mình bay ra biển lớn. Rạm Nam Ô. Bãi Rạm Nam Ô là một trong những bãi tắm hoang sơ nằm ở phường Hòa Hiệp thuộc quận Liên Chiểu. Vị trí cách trung tâm thành phố Đà Nẵng chừng 17 km theo hướng Tây Bắc. Với khách du lịch bụi, bãi Rạn Nam Ô là một địa điểm khám phá mới lạ và độc đáo. Nhưng với người dân Đà Nẵng thì bãi biển này đã quá quen thuộc bởi đây là nơi dã ngoại yêu thích vào mỗi cuối tuần. Vì chưa xuất hiện trong bất cứ lộ trình tour du lịch nào nên bãi Rạn Nam Ô vẫn giữ được vẻ đẹp nguyên sơ của mình để lữ khách có cảm giác như đặt chân đến một vùng đất mới, tha hồ trải nghiệm. Và đó cũng là địa điểm du lịch cuối cùng mà chúng tôi muốn nhắc đến. Và thông qua video trên, chúng tôi mong muốn có thể phần nào giúp các bạn hiểu thêm về thành phố Đà Nẵng, về những món ăn và những địa điểm đẹp. Hiện tại Phước Sửu, Thiện Bình đang đứng tại bãi biển Đà Nẵng. Một bãi biển rất là đẹp và không khí buổi sáng thật là mát mẻ. Rồi bây giờ bắt đầu mình tham quan một vài cái hoạt bãi biển Đà Nẵng sáng nay ha. Đây là một số cái tập thể dục và dưỡng sinh của cô chú phải không? Rất là nhộn nhịp phải không Tiền Bình? Đúng rồi, cô chú nhìn thấy có tuổi nhưng mà vẫn rất là năng động. Đúng rồi.
Bây giờ bắt đầu mình đi dạo ra ngoài bãi biển ha, ngắm xem nhiều cái hoạt động và buổi sáng hoa bình minh ngoài bãi biển Đà Nẵng ha. Wow, buổi sáng mà nhiều người đi tắm quá. Đúng rồi, thì cho mình hỏi là Thiện Bình đi du lịch được nhiều nước hay chưa? Mình thì nhiều nước thì chưa đi, nhưng mà trong nước thì mình đi cũng khá nhiều. Đi gần như là thường là cả Việt Nam rồi. Đi Việt Nam luôn, dạ. Rất là nhiều phải không? Đúng rồi, mình đi tỉnh nào vậy? Nói về các biển thì mình đã đi Vũng Tàu, đi Nha Trang, Mũi Né, đi Nha, đi ra ngoài Huế nè, rồi Đà Nẵng mình cũng đã đi rồi, rồi Hạ Long, và ngoài ra một cái nơi đi khá là đẹp nữa là Phú Quốc. Phú Quốc. Yeah. Thiện Bình đánh giá sao là cái bãi biển Đà Nẵng? Nói về cái du lịch của tỉnh Đà Nẵng trong những năm gần đây. Thực ra thì Đà Nẵng là một nơi mà thành phố biển mà được quy hoạch khá là ok về cái con đường biển, có con đường biển và cái bờ biển tắm chung. Ý của Thiện Bình nói là cái về cái hạ tầng là khá chỉnh chu phải không? Đúng rồi. Rất là đồng bộ về cơ sở hạ tầng. Đúng Còn rồi. Còn bây giờ là nếu mới xét đến Đà Nẵng thì Thiện Bình đi những đâu rồi, những cái điểm du lịch nào? Mình có ở Đà Nẵng thì Đà Nẵng thì nó cũng khá nhỏ, nó chỉ có cái thành phố gọn trong đây. Mà ngoài ra thì mình đến Đà Nẵng thì mình có thể đi được Hội An, đi được các điểm vùng ven, nó từ Đà Nẵng mình có thể đi Huế luôn. Thì khi tối Thiện Bình trải nghiệm ở biển thành phố Hội An, thì khi đến với thành phố Hội An thì Thiện Bình có những cái enjoy được những cái trò chơi gì, hoặc là làm trải nghiệm được những cái hình thức nào? Thực ra Hội An mình đi mấy lần, nhưng mà mình cảm thấy mỗi lần là một cảm xúc khác nhau. Và đi với một, gọi là nó đi với người này thì cảm xúc này, với người khác này cảm xúc khác. Nhưng mà thật ra thì nó vẫn động lại trong mình, có nhiều cảm xúc, nó luôn luôn, cái là nó làm cho mình cảm thấy mình muốn quay lại nó nữa. Muốn quay lại. Giống như khi tối là Thiện Bình trải nghiệm với những cái loại hình vui chơi nào? Mình chơi cái trò mà hát trong chòi. Đây là hát bài chòi phải không? Là một cái loại hình phi vật thể mà được UNESCO cô công nhận luôn. Hiểu lý. Đúng rồi, rất là hay và được nhiều người biết đến. Wow. Rồi ngoài ra thì mình vào Phú Quốc Hội An thì mình có đi được chùa cầu phải không nè? Yeah. Rồi mình có thể là dạo trên thuyền để ngắm dòng sông Thu phải không? Rất là tuyệt vời, một không khí rất là nhộn nhịp đối với du khách Việt Nam và du khách nước ngoài.